Rồi xin chào cả nhà trở lại Cô Gái TV ha. Rồi sáng ngày hôm nay thì mình cùng với anh em cô thủ đang có mặt ở khu vực của ngã ba Phú Mỹ, cây xăng Tân Thạnh ha, để tham gia cái hội giao lưu cô gái của Tiền Giang. Thì anh em đang có mặt ở đây rất là đông. Thì đang có mặt ở đây là khu vực của nhà chú Hải nha. Đây, anh em đang tụ họp về đây rất là đông vui. Nhưng mà trước khi quay anh em thì mình sẽ quay một vòng chim của nhà chú Hải cho các bạn xem nha. Đây, chim của nhà chú Hải đây. Nói chung chú Hải thì rất là đam mê chim cô gái. Ở lòng sân. Lòng sân này quá VIP luôn các bạn ha. Đây là cái khu vực mà tí xíu nữa anh em mình sẽ thi cử đây. Thi gù. Đây, trong đây là chim lòng AV sinh sản. Chim sinh sản nha. Chú Hải thì nói chung ông rất đam mê. Nuôi rất là nhiều nha. Rồi, quay Hải mai kiển rất là nhiều nha. Đây, cặp cu sinh sản rồi đây. Đó, những cái chuồng sinh sản nha các bạn. Chuồng sinh sản làm rất đơn giản, rất đẹp nha. Con ăn gió luôn. Đây, những chuồng chim sinh sản rất là VIP luôn nha. Đầu tư rất là cầu kỳ luôn. Hôm nay có đi bẫy không anh? Có mà ít tí lắm, chuyện nhiều quá. Bây giờ anh ra ngay chỗ nhà tao ba dòng đấy. Dạ, ngay cổng nhà tao ba dòng đấy. Chỉ cho. Sơ vậy nhà gia chủ bữa nào sẽ review kỹ hơn về nhà của chú Hải ha. Ở đây là cái quang cảnh tiếp theo và tí xíu nữa anh em mình sẽ thi ở đây. Đây, đó. Dạ, đây là chú Hải, dạ bác, dạ anh Dương, dạ Gò Công, dạ. Đây anh Trương Nguyễn đang chuẩn bị những cái vật phẩm ha, những cái phần quà. Đó, cu hủ đem cu về treo rất là nhiều rồi nha. Rồi xuống giới thiệu cho các bạn thêm dàn thí sinh rất là hùng hổ. Đây là anh em cô thủ ở khu vực Tiền Giang, Long An, Bến Tre, nói chung khu vực miền Tây. Năm nay tụ hội gì ha? Đây thích thổ bầu. Anh gì em mà Rồi, rất nhiều anh em ha. Anh này nói đi. Ghi hình. Chào anh. Giới thiệu, nổi tiếng với tên gì giới thiệu? Anh Hải Minh. Anh Hải Minh, dạ. À, rồi, đây, xin chào. Dạ, chào mấy anh, mấy chú. À, xin chào. Dạ, chào. Đây, mấy anh em đến từ Sài Gòn. Sài Gòn, xuống ha. Dạ. Dạ, rồi, đây. Dạ, anh em cô thủ đây. Rồi, xin chào mấy anh nha. Dạ. Đây cô thủ cũng nổi tiếng nữa, Nguyễn Quang Năm, chạy chim Malay, bây giờ về Đắk Lắk rồi. Có một cái kênh YouTube cũng khá là nổi tiếng nha, mê bể chim. Rồi
Rồi đây anh em rất là đông anh em ha. Đây cu thủ đến từ Trà Vinh. Đợi khẩu trang ra coi. Đây đã đi con tum với mình nha. Đó. Gì? Dạ em chào anh. Vô ngồi chơi anh. À, ngoài đây anh em đang tới rất là đông. Xin chào, chào. Rồi đây. Trời ơi khẩu trang. Cởi khẩu trang ra, ta lên tivi ta mới thấy. Đây. Rồi có nữ cầu thủ nữa. Đây anh em đang ngồi. Dạ chào mấy anh nha. Xin chào, xin chào. Đó đem cu về thi ha. Máng rất là nhiều trên trên trội rồi. Đây thì tổ hậu cần đang chuẩn bị thức ăn trưa. Đây còn anh em cu thủ đây. Anh Phương. Anh xuống nào anh? Ủa anh Tư có xuống không? Tư xuống nào? Tư. Đây đồng phục Long Phát. Dạ chào anh. Đây dạ. Chào mấy chú. Đây mấy chú. Dạ. Dạ. Mấy chú cũng cu thủ. Mình ở đâu chú ha? Ở Cái Bè Tiền Giang. Hôm nay là anh em cu thủ nói chung quy hội về đây rất là đông nha. Đây nhân tân tập. Ồ anh Lợi. Chào anh Lợi Trương. Chào anh. Đây đi con nào vậy? Con sách con thôi, sách chuyện. À, chú Hoàng. Ai hai con cho bốc thưa ra lấy đại trọng. Bốc chung rồi, không có dính đâu. Đây là anh em đang bốc số báo danh để vào hội thi các bạn ha. Chúc quen cu độc nha. Dạ. Cu cấp. Cu cấp. Dạ 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 dạ. Nãy giờ chưa thấy cu cấp sao? Chưa thấy cu cấp. Dạ. Giải độc á. Dạ. Duyên. Dạ duyên dạ. Việt ơi Việt. Việt. Ủa không ghi lại số nào bốc rồi. Bỏ ra để lát kêu đúng số đó chứ lát. Mấy anh từ từ làm quá em lộn rồi chết luôn. Rồi kêu kìa. Việt ơi. Ông lấy 4 số đi. Nào được á. Em giao lưu đầu tiên rất hân hạnh được biết anh nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh đến từ đâu? Em Cai Lậy. Cai Lậy, tên gì? Di cô gái. Di cô gái. Dạ chào Di nha. Dạ. Thank you.
Anh em tôi cũng lưu ý nha, mỗi người một cái số thôi chứ không lấy số cặp nha, số cặp là chú không có số để bắt ra để kêu nha anh em, một cái để mất trên đồng thôi nha, còn một cái để lại nha. Đâu cái này nó ba, nó còn ba cái còn một clip hoài luôn. Đây anh Dương Gò Công, đây con cu Việt ha. Thổ kiển anh á. Thổ kiển. Dạ. Đây mới quậy lên. Dạ, thấy cái cây à. Đó đây, và thí sinh đến từ Gò Công nha. Đó. 1 2 3. 1 3 đó trở lên lấy dưới bà bỏ. Cái hai là cùng cốc bỏ. Lên cùng bỏ tính cùng thôi, tính cùng thôi. Tính cái cù thôi. Ờ tính cù bà lắm. Tính 30 cái. Cái vậy? Chút nữa đi con rồi mua. Dạ thì tới đối diện cây xăng có quán bò né khô ba đó, quẹo vô. Giấy trong kia kìa. Quốc anh cầm chổng kìa. Có đây hả? Cái bình lên mé tay phải á. Cây xăng bên tay trái. Nãy có rủ mà chén đi đó mà nó mất tiêu rồi. Chú mình đến từ đâu chú? Chợ gạo. Chợ gạo Tiền Giang. Dạ dạ, bên anh em mình tới chợ gạo hết hả chú hả? Dạ đây em. Chợ gạo Tiền Giang, Khánh Hậu Long An. Dạ. Nay mình đem mấy con? Anh em đi giao lưu thôi chứ còn này anh hãy mời tới chơi có đi chơi thôi. Dạ dạ dạ. Người con mà. Người con phải không? Cũng xài. Anh. Bây giờ tổng số đây cờ hội với bạn ha. Rất là đẹp nha. Đó. Hai cầu thủ cũng đẹp luôn nữa. Rồi đây là giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư của cuộc thi hôm nay các bạn ha. Mỗi giải là sẽ có một cái lồng, giải nhất là lồng nan lụi, giải nhì cũng là cầu rồng nha, giải nhì là lồng nan lụi cầu rồng, giải ba đây, cái giải nhì là cầu mung thôi, giải ba, rồi giải tư. Đó. Những cái lồng rất đẹp của những nghệ nhân ở miền Nam nha. Cơ cấu giải thưởng như vậy. Bên cạnh đó thì sẽ có tiền mặt nữa nha các bạn ha. Đây bác Mười, hội trưởng hội cô gái Long An. Dạ thước Mười. Qua con chở vợ con về làm chứng minh. Vậy hả? Dạ. Về kiến tường con mới lên rồi chiều qua. Qua đông lắm mày. Dạ. Dạ. Đây anh Quốc, Quốc hội phó hội cô gái Long An. Dạ. Mỗi mười hồng người gái. Dạ trời. Để tổ chức thêm rồi. Đây anh Mức, chủ quán cà phê Mê Ly. Này Mức, này mặc áo da beo rồi dữ nha.
À, này còn báo xuống rồi. Đây. Quay một cái kỷ niệm rồi quá đẹp luôn. Đây anh Mức mới mua cái áo da beo ở Vũng Tàu 2,5 tỷ đi giao lưu ở Vũng Tàu mua áo da beo không giờ chưa rồi nè mày, rồi ok nó bắt rồi đi với anh Tư rồi giúp mình đi con đi dẫn chương trình bây giờ vậy nói luôn à, tên Hải phải không rồi giao chú Quốc đậu Quốc thì mày giờ vậy anh Hải đây cũng anh em mình gần nhau thì Giang với Long An có cái dầm mướt mày anh lên rồi mà ờ, thì đó tao nói vậy đó cho nên mày bây giờ vậy là mày sắp xếp anh em ở đây thì chủ yếu ở đây làm trọng tài khi nguồn mà đâu có gì đâu mà hôm đầu có gửi cái bản điểm xuống á thì câu nghiên cứu đó anh em đó làm thôi đâu có gì nữa bổ sung thêm vậy thôi chơi vui chính. Bây giờ là trường nó đang ấy đúng không? Dạ bây giờ mình đang là cần gặp là cái người nào cầm cái quy chế cho cái bản điểm nè để kiểm trường rồi bác trường tài anh mời vô đây họp là có loa được gì không? Bây giờ là mình nói chung là mình giờ là mình chơi dân chủ là cái trọng tài mình sẽ mời luôn. Mời vô đây mời anh em luôn. Ai muốn làm trọng tài lên luôn. Mình chơi dân chủ. Mình chơi dân chủ luôn. Mời trọng tài được không? Mời trọng tài luôn. Dương Dương thì đứng chân. Theo về quy chế chấm thi và cái bản điểm chấm thi. Đây là quy chế để đảm bảo cái quyền lợi cho các bạn nên có một thời gian kỹ. Nếu các bạn có anh em cũng đến đặt là hợp nhất. Chúng ta không nên là nói chuyện riêng với nhau với ngoài để hợp nhất là kết. Xin mời. Và xin mời anh chúng ta ngồi vào ghế nha. Mời một số anh em ở bên đây, bên phải nè. Lên kia. Rồi bây giờ chúng ta vào cuộc nhé. Kính thưa toàn thể quý vị anh em có mặt ngày hôm nay, trong không khí rất là vui vẻ của ngày hôm nay, anh Hải là chủ cột chiến của hội bóng đá Tiền Giang có tổ chức một buổi thi gọi là thi cầu. Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn và có lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em có mặt trong ngày hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay nha. Rồi đúng rồi. Đến tham dự ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu là anh Hải là chủ tịch và hội trưởng hội cô gái Tiền Giang. Xin mời anh ạ. Cho nên xin mời anh có một chút trước. Đến dự ngày hôm nay chúng tôi vinh dự đón tiếp bác Mười Hân là hội trưởng trường cô gái tỉnh Long An. Xin mời anh ạ. Đồng thời cũng có bác Bảy Đủ ở Tân An Long An. Cùng tất cả các anh em của Đủ hôm nay. Xin cảm ơn. Để chúng ta không mất thời gian và bước vào cuộc thi nhân, tôi xin nói như thế này. Trước tiên là nói về cái quy chế chấm thi. Cứ mỗi con chim từ 1 từ 3 tiếng lên chúng ta được tính là một sạc gù. Một sạc gù. Và mỗi sạc gù như vậy chúng ta tính chung là nó 20 điểm. 20 điểm. Nếu con chim nào gù một sạc trên 30 tiếng thì được tính 60 điểm. Anh em nghe kịp không ạ? Có ai thắc mắc gì xin cho đây ạ? Ok. Và sau đây ban tổ chức sẽ công bố giải thưởng cuộc thi ngày hôm nay. Đối với giải nhất là một chiếc lồng năng lượng cộng với 5 triệu tiền mặt. Giải nhì một lồng năng lượng và 2 triệu tiền mặt. Giải ba một chiếc lồng tre và 1 triệu
giải tư một chiếc lồng năng lượng đầy đủ phụ kiện và có khuyến mại thêm cái áo lồng. Giải năm là một cái ốp thấp, có khuyến mại cái gì không? Đây à, chưa đủ cho bạn thêm 5 triệu 5 năm. Ô ngon ghê anh. Rồi. Và 10 giải thứ nhất thì là một thủ quán và một cái cờ của hội hàng đi. Và còn riêng về phía số báo danh thì chúng ta đã bắt một cách ngẫu nhiên, nhưng mà ban tổ chức sẽ đặt số báo danh là thứ tự từ 1 cho đến 10. Mời trong tay anh cứ nói là bây giờ là mình cứ tính chất là dân chủ công bằng nên đã xin phép để làm trọng tài rồi, xin mời các anh lên ghế trước nha. Xin mời các anh tân thủ khẩn trương lên ạ. Ai làm trọng tài đại diện cứ mạnh dạn lên nha anh em. Tôi nghe ban tổ chức nói là chúng ta đã có 5 người mình dặn đã đăng ký để làm trọng tài, xin mời lên đây ạ. Lên nhanh, chúng tôi còn phát quà để chúng ta đi nữa nha. Trọng tài có quà riêng. Trọng tài có quà riêng nha anh em. Trước tiên mời trọng tài Long An. Trước tiên mời trọng tài Long An đi. Ông Long An có thi không? Nếu anh em nào mà hồi nãy đã có nhận làm trọng tài rồi mà chưa lên thì chúng tôi xin mời anh em Long An, chúng ta xung phong. Anh em buổi chiều cũng đã từ Long An, chúng ta đã làm trọng tài rất nhiều, chúng tôi mời năm lên đi. Cho đủ số là 10 người. Năm kìa, năm đó không thi nó lên đi. Nguyễn Hoàng năm đó. Ngồi ghế đi. Vô đây đâu bị. Nguyễn Hoàng năm kìa. Mà đâu thì cái kiểu như đâu. Đâu có, nó điếm rồi thì đi đâu mà. Xuống đi. Đây đội ngũ ban trọng tài nói chung là khá là hot nha, hot thôi hot dơ không à. Đây Quốc Anh Thích Thảo Bầu, Nguyễn Quang Năm, Khâm Hổ, Di Cô Gái, anh Tâm Khu Đất, Trương Nguyễn, Nhân Tân Tập. Anh tên gì vậy? Anh Tuấn ở Tiền Giang, chợ gạo. Đây là vàng trọng tài, đẹp trai xinh gái. Hồi sáng rồi chúng ta bắt tay một số đơn vị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt thăm ngẫu nhiên 10 đơn vị và sau đó chúng tôi sẽ đặt số đơn vị lên thế nào. Ba tổ chức tôi xin cho biết là. Bây giờ ban tổng tài và các anh thi chúng ta chắc là khi tôi đặt số lên thì các anh cầm chim lên đây, chúng ta đứng coi lên được thế này, đây cái là mẫu này, bỏ đây, đây. Sau khi kêu thả chim thì anh em mở lòng thả chim vào đây, đồng thời chúng ta để cái lòng xuống đây để cho ban tổng tài thấy và ghi số bao nhiêu. Còn nếu anh em mở cái nhát nhìn thì đưa cái gì đây.
tức là tôi đang hiểu này, chọn những cái số nhân vật. Và khi đọc số nhân vật, ví dụ tôi đọc số 1, số 5, là anh em tìm hiểu rằng là số 1 và số 5 chính là một cặp. 1 và 5 là một cặp, hai bên đến đây. Sau khi thả chim, anh em còn đơn đi ra ngoài. Để cho bạn cho bà thấy và tâm chim. Xin cảm ơn. Thôi bây giờ để tôi mất thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu ra một thi nha. Trọng tài cho thả chim là chúng ta thấy con chim nào vô là chúng ta chấm, còn anh nào thả chậm đó chịu. Quyết định là con chim thả nè, nó thấy con này nó vô là anh em chấm điểm, anh em trọng tài chấm điểm. Và tôi bắt đầu bây giờ nha, chứ không để con kêu nó vô, ông này đứng ngoài ông chịu thả thì đúng chính xác. Và cần một người trong ban nghe chiều nữa đây cũng là một cuộc chơi, chúng ta cũng nên đó là vui vẻ hòa đồng với nhau một chút. Có những anh em trọng tài ta sẽ kiếm nghề, nhưng mà có những một số anh em chúng ta cũng gọi là đây là cái tinh thần nhé, tinh thần, nên chúng ta chú ý rằng là cứ con chim nó dứt một sạc vụ thì chúng ta đánh vào đây một thứ sạc, thứ hai chúng ta đánh vào đây một nữa, tức là mỗi ô là được một sạc vụ, mỗi ô là một sạc. Khi con nào mà nó vụ nhiều sạc quá thì làm ơn chúng ta có thể đánh cái này, cứ dứt một sạc chúng ta đánh một dấu ích là rồi. Trước khi vào cuộc thi, anh em có còn thắc mắc gì thêm không để chúng tôi đưa vào cuộc thi ạ? Và trong khi chúng ta thi, anh em là ơi là chúng ta đi nhẹ nói khẽ thôi để cho chim nó ra hết bài coi nó mới đã. Rồi bắt đầu nhé. Anh em trọng tài, chúng ta chú ý là khi mang chim vào thì chúng ta phải ghi số lần. Hai mươi tám, xin mời số đối nhân 28. Ba mươi bốn, và xin mời chúng ta thành viên lên ạ. 28, 34 và khi anh lên đây thì anh sẽ ghi số của mình đây và chúng ta ký tên ở dưới. Đưa trọng tài luôn Tư, anh Tư đưa trọng tài luôn, đưa cái thẻ cho trọng tài luôn. Các anh có thể quay mặt xuống cho chúng tôi thấy mặt các anh một chút cũng được. 165, xin mời 93 và 95 thành viên ạ. 165, 104, 104. Anh em chú ý số mình cho tối mình nha, đừng thấy tôi nói hay quá rồi quên luôn số cái đăng lập được đó. 95 chúng ta thủ tục ạ. 165, 165, 104, 165, xin mời 165,
Rồi bây giờ anh em quay mặt về phía chốt nha. Tất cả anh em chúng ta quay mặt về phía chốt.